Dạ vâng ạ, em Vinh xin kính chào toàn thể quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Tôi Người Vùng Cao nhé. Hôm nay thì em Vinh đang có mặt tại xã Tà Phời thuộc thành phố Lào Cai của tỉnh Lào Cai. Đây là một trong những cái xã vùng cao của thành phố Lào Cai. Là vùng cao nhưng mà lại thuộc thành phố cả nhà. Đấy thì hôm nay ở đây có một cái chợ phiên. Chợ phiên này thì cũng rất là đặc biệt và cũng rất là đông đúc. Đấy thì hôm nay em Vinh trở lại cái chợ phiên này để ghi hình chia sẻ với cả nhà về không khí họp chợ ở một cái xã vùng cao của thành phố, xem là nó có cái gì đặc biệt nhé cả nhà nhé. Trước mắt thì em Vinh tới đây thì có rất đông bà con tới chợ họp chợ này, rồi là rất là nhiều ô tô đi chợ này. Đó. Ở hai bên đường là đỗ đầy xe ô tô luôn. À, cái khu vực chợ ở trong này mà lại còn không có chỗ để đỗ ô tô luôn, mà ô tô phải đỗ dọc đường như này. Có lẽ là cái chợ này nên quy hoạch thêm một cái bãi đất để đỗ ô tô thì mới đáp ứng được cái nhu cầu đỗ ô tô của người dân cũng như là du khách đi chợ. Đấy, thời gian gần đây thì chợ Tà Phời đã rất là đông người đi họp chợ rồi cả nhà. Đấy, cả nhà có thể thấy một dàn ô tô luôn. Và bên kia thì người dân họp chợ rất là đông luôn cả nhà. Đấy, thì em Vinh mời cả nhà theo dõi video. Chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm chợ phiên Tà Phời những ngày cuối năm nhé cả nhà nhé. Em mời cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến vào khu chợ. Đấy, rất là đông ô tô luôn. Xe máy thì không cần phải nói rồi. Du khách tới chợ rất là đông. Tầm này đi qua chợ là cũng hơi khó này. Ở bên kia đông lắm cả nhà. Đợt trước em Vinh cũng tới đây quay một lần thì đợt đó thì chợ đó không có được nhiều mặt hàng phong phú như đợt này. Đợt này thì rất là nhiều luôn. Đó. Ở đây có bà con người Dao Đỏ tới bán các cái sản phẩm nông sản của mình này. Hôm nay thì em Vinh sẽ đi xem ở chợ này có gì đặc sản, dược liệu gì em sẽ mua cho cả nhà. Ô, ở đây họ bán một con lợn kia kìa. Con lợn bản. Ngoài bà con người Dao ra thì còn có bà con người Tày, người Giấy nữa cả nhà. Ô, những cái con vịt bản này, nhìn rất là ngon này. Mấy con này đánh tiếp canh thì phải nói là hết ý, hết bài luôn. Đây có một chú này vừa mang ra bán. Măng đắng này. Không đắng đâu, bé thế này không đắng được. Vâng, nó chưa đắng đúng không? Chưa đắng. Đấy. Cái này thì có ai có gì bán gì cơ mà. Vâng. Người dân họ trồng cái gì thì họ sẽ mang cái đó ra bán. Cái này có một cô người Dao này bán thuốc gì đây này. Cái này là thuốc gì đấy cô? Đau xương, đau khớp. À, đau xương khớp à? Đấy, thuốc đau xương khớp này này. Các bác nào bị đau xương khớp thì có thể là ra chợ phiên này để mua hoặc là liên hệ em Vinh mua nhá. Đấy, còn đây có ít gạo nếp này. Măng vầu thì đợt này nó còn non nên là nó chưa đắng đâu cả nhà. Nhiều đồ lắm cả nhà ơi. Cái này là những cái bó lá dong để chuẩn bị gói bánh chưng này. Người dân sẽ tích trữ dần từ giờ đến Tết để mà gói bánh chưng, không đến Tết là không mua được đâu cả nhà. Ở đây có một chị bán chuối hột khô đấy. Sắn à? Bao tiền? Cái gì cơ? Sắn á? To. Cái gì đấy anh? À, sắn, sắn. Cứ tưởng con rắn. Rắn. Tưởng con rắn giật mình. Rất nhiều du khách đi chợ mua được những cái đặc sản về. Ở đây có một cô này đi bán gà. Mua đi. Gà này chắc gà bản tự nuôi cho nên rất nhiều du khách tới chợ đã mua gần hết rồi.
nhìn những con gà cũng khá là ngon. Bên này thì người dân họ bán hàng ở bên trên cầu này rất là đông luôn cả nhà. Căn bản là nhiều người đi bán hàng quá cho nên là chợ nó không đủ không gian để mà bán được. Bà con phải bán hết ra đường như này. Rất là nhiều mặt hàng đặc sản. Và những cái củ cải đỏ này nhìn ngon phết này, củ to phết. Ở đây có một cô người dao đỏ này thì bán măng này, nhìn măng rất là đẹp cả nhà này. Đấy, xếp rất là đẹp luôn. Và rau dớn nữa này. Cái rau dớn này nó rất là tươi ngon luôn cả nhà, chứ không giống như ở một số chợ khác là cái rau dớn nó rất là già cả nhà ơi. Đấy, còn đây có cái củ gì như kiểu cái củ mà người ta đánh cảm hay sao ấy. Cái này là gì nhỉ bạn nhỉ? Thuốc dạ dày à? À, hình như là cái này gọi là củ bạc hà núi hay sao ấy cả nhà. Thuốc chữa dạ dày. Còn đây thì có cái quả chuối rừng này. Đấy. Rồi đây có cái quả chuối hột đấy. Và có ít nấm ngọc cẩu ở đây nữa này. Đó. Ngoài ra thì bác này có bán ít lá hồng rừng hay sao ấy. Cái này là lá hồng rừng nhỉ bác nhỉ? Lá hồng rừng uống mát gan. Và súp lơ nhìn rất là tươi ngon luôn cả nhà ơi. Rồi là những cái quả bí này nữa này. Ở đây thì có một chị bán nếp cẩm hay sao này. Nếp cẩm. Vâng, nếp cẩm. Ở đây có khá là nhiều nếp cẩm nhỉ. Ở dưới này mình tự trồng à chị? Vâng ạ, tự trồng. Chị chắc là người dao đỏ đúng không? Dao đỏ. Dao đỏ ở Sapa hay là ở đâu đấy? Ở trên Tà Phời, Sapa làm dâu ở trên Tà Phời này. À đấy à, người ở trên Sapa xuống đây lấy trồng à? Vâng ạ. Cái này về làm xôi nếp cẩm nhỉ? Làm bánh nữa nhỉ? Hoặc là ăn kiêng cũng được. Cái này người ta thật mà, người ta tiện đường, người ta kiêng, người ta ăn cái này. Sữa chua nếp cẩm ấy nhỉ? Ừ. Em cảm ơn chị nhá. Chúc chị đắt hàng. Ở đây thì có một anh này thì bán cả cái rau mầm đá nữa này. Cái rau này là một cái loại rau rất là đặc biệt mà nó chỉ sống ở những cái vùng lạnh như ở trên Sapa hay là ở Lào Cai. Những cái vùng y tí các thứ lạnh lạnh thôi. Đó, rau mầm đá cái này dùng để luộc. Này, rau cải ngồng nữa này. Nhiều mặt hàng đặc sản lắm cả nhà ơi. Bác này còn bán chó nữa này. Đó, chào bác nhá. Bác bán chó à? Hai con chó này chắc là vẫn còn bé đấy nhỉ? Bao nhiêu tiền đấy bác? Con 300 một con. 300 à? Vẫn hơi non nhỉ? Cháu cảm ơn bác nhá. Ở đây có hai bác này bán cái sản phẩm này thì phải nói là nhớ lại cái thời ngày xưa của em Vinh luôn. Ngày xưa thì nhà em Vinh cũng dùng cái chổi bằng rơm như thế này. Đấy. Cũng từng làm chổi để mà quét nhà. Ở dưới này họ vẫn sử dụng cái chổi như thế này. Còn đây thì có một cái này thì có lẽ là nhiều người ở thành phố sẽ không biết. Cái này thì dùng để đút vào mũi con trâu hoặc con bò để mà dắt trâu ấy. Đấy, lâu lắm rồi em mới lại được nhìn thấy cái này này. Ngày xưa nhà em nuôi trâu ấy thì cũng có làm cái này để mà dắt trâu ấy, tức là cái mũi con trâu người ta sẽ xiên cho nó thủng rồi là sử dụng dây để buộc và sử dụng cái này để xiên qua để mà dắt con trâu. Nhưng mà gần đây thì người ta đã không còn sử dụng cái này nhiều rồi.
Ở dưới này thì em Vinh vẫn bắt gặp cái này. Còn đây có một ít cái rễ cỏ chanh này. Rễ cây cỏ chanh. Em hay đi Trung Quốc quay ấy, thì họ hay bán cái rễ của cây diếp cá ấy, thì có nhiều bác hay bị nhầm lẫn với lại cái rễ cỏ chanh này. Rễ cây cỏ chanh này thì có những cái tác dụng như là chữa bệnh ứ huyết này, lợi tiểu này, trừ phụ nhiệt này, rồi là thổ huyết này, chảy máu cam này, rồi là tiểu ra máu. Nói chung là khá là nhiều tác dụng nhé cả nhà nhá. Chào cô nhá. Cô mua bán dao à? Ồ, dao đẹp thế nhỉ. Dao để chặt củi cũng như là dao đi rừng. Dao đi rừng. Người Mông à? Thế cô là người dân tộc gì đấy? À, dân tộc Mông à? Dân tộc Mông à, đúng rồi. Cô này có mặc váy Mông đấy. Dao này chặt xương khá là hay đấy nhờ, nhìn đẹp. Vâng, đấy, chặt củi đây này. Vâng, chặt xương, chặt củi, thái thịt. À, vâng. Đây, tôi đi mua chợ làm cô, chợ Tân cô đây. Ở đây thì có bán một ít sâm cao đỏ này. Vâng. Cái này củ to này mới đẹp này nhỉ. Sâm cao đỏ để chữa yêu sinh lý, tăng cường sinh lý. Đây có bán cả mấy chú thỏ này. Đấy, mấy chú thỏ nhìn rất là đáng yêu luôn cả nhà ơi. Chợ nhiều loại, nhiều thứ. Thỏ này chắc thỏ giống nhỉ? Thỏ giống. Vẫn còn non. Thỏ giống. 4 con. À. Thỏ thì nó ăn lá chuối đúng không? Đúng rồi. À. Chắc cũng dê nuôi thôi nhỉ. Bên này thì có một chị này hình như là bán cái cây thất diệp. Cái củ này khá là đẹp đấy nhờ, hai nhánh này. Thất diệp nhất chi hoa, sắp ra hoa rồi này. Các bác có thể trồng một thời gian nữa là ra hoa. Còn đây thì có cái củ dì khô này. À, củ cúc khắc ạ. Củ cúc khắc khô để chữa bệnh xương khớp đúng không? Cúc khắc đỏ này. À. Ở đây có cái món cốm tươi. Cốm bây giờ vẫn còn. Ôi, thu tiền đây này. Ở đây có cái củ tư hay sao cả nhà. Cái này chắc củ tư Việt Nam. Một loài củ tư Trung Quốc nó to. Quay lại đó. Còn đây có cái hạt rẻ to phết này. Bằng 5 con tôi lấy 1 nửa. Và 5.000 đấy. Và hạt ốc chó nữa này. Ồ. Ở đây mấy bác này bán rất là nhiều các loại rau củ quả tươi ngon này. Ở đây thì có một cái rổ cá nhìn khá là ngon này. Cái này chắc là bắt ở suối nhỉ? Bắt suối này này. Vâng, bắt ở suối này luôn. Cá này chắc cá bống đúng không? Đây, rau này rất là tươi luôn. Bà con thành phố Lào Cai ấy, không muốn đi chợ phiên xa như chợ Bắc Hà thì có thể qua chợ này mua luôn. Chủ nhật thì bà con ở các bản làng họ sẽ mang ra chợ bán rất là nhiều. Ô, cây huyết đằng này rất là đỏ và đẹp luôn. Đây con chị ấy đang băm để bán này, băm tay luôn. Huyết đằng khô hay còn gọi là cây bổ máu cả nhà. Đỏ đẹp phết nhờ. Cái này như kiểu là không phải ăn con. Bác sở không có tiền mặt.
bán tại chợ luôn à chị? Hay nhà về chỉ cần phơi thôi đấy. Cái này là gì đấy ạ? Hạt tiêu xanh ạ. À. Cái này trồng ở trên này hay là lấy Tây Nguyên về đấy? À, Đắk Lắk gửi về đây à? Cái này làm xào thịt gì đấy nhỉ? Một số món ăn dùng cái tiêu xanh ngon. Tiêu huyết đằng rất là nhiều người bán, băm bán tại chợ luôn, rất là hay. Này có cái con ốc gì to phết nhỉ? Đây là ốc gì đấy chị? Ốc nhồi à? Oh, ốc này thì nhiều thịt lắm nhỉ? Ốc này ăn nhanh no phết đấy. Vâng. 300 cân thôi. Đây cân nào ạ? Quay con mèo tí. Có mua con mèo à hay bán đấy? Bán. À bán à? Con mèo gì đây? Mèo đen à? Con mèo bình thường con mèo đen. Con mèo này hiếm lắm, nhiều người họ muốn mua để ấy đấy. Nấu cao đúng không? Mèo này là xem đi, xem thoải mái. Mèo này nuôi cho nó đẻ. Ừ đấy. Lấy nhau thai của nó bán đắt lắm. Cái này á, cái người mà bệnh hen đấy ngoài họ lấy cái mật vào chữa. À mật của con mèo đen này. Chữa được bệnh hen. Suốt ngày bế. Suốt ngày bế à? Cái nhau thai mèo đen là nó giúp may mắn đấy, cho nên là nhiều người ta săn tìm lắm, nên là rất là đắt. Mua đi em ơi. À. Em lấy không lấy thì con cún này nó lấy. Em không lấy đâu. Em đi quay cho mọi người xem thôi. Tại vì là em không mang được ấy. Đây có mấy con chó nữa này, chó nhìn rất là mập, đáng yêu luôn. Con này mập đẹp. Con này bao nhiêu tiền chị? 400 thôi à? Con này lên Bắc Hà bán chắc phải được khoảng 500 trở lên. Đẹp. Ô, con này đẹp thật đấy. Tí mua con này về nuôi nhỉ? Ở đây còn rất là nhiều bà con bán hàng, bán dọc đường như này, trông rất là mộc mạc, rất là giản dị. Và nó là một cái cảnh chợ quê rất là độc đáo. Những cái con vịt bản này, rồi là ngan bản này, gà bản nữa, trứng gà đen ạ. À, cái trứng gà đen là nó màu xanh như này à chị? Màu nó là màu xanh nhưng mà trong nó làm vàng. À đấy ạ. À. Trong nó vẫn giống trứng bình thường còn bên ngoài là màu xanh đúng không? Trong nó làm vàng và ăn rất là thơm, gà ăn ngon lắm. À, chị bán là theo ấy như này à? Bao nhiêu tiền một quả? Chị bán 5.000 một quả. À 5.000 nữa. Nếu mà em lấy thì em cho vào trong này thì đi để dỡ trả chủ đầu. Vâng. Em quay một tí xem các bác khán giả của em có mua không. Vâng, chị tí nữa về đó. Nếu mà em mua thì em sẽ qua đây em mua cho chị. Em đi mua đặc sản cho khán giả. Đấy là đặc sản đấy, đấy là gà nhà chị tự nuôi đấy. Vâng. Gà thả nồi, gà ông bà ở lán nuôi. À đấy ạ. Vâng. Ồ, rất là nhiều gà ngon. Đây có ít miến rong thái nữa này. Vịt ngon. Gà bản. Còn bà con ở trên bản này tự nuôi nó rất là sạch, chất lượng. Ở đây thì có hẳn một hàng dài khoảng độ 30m hay là 50m gì đấy, toàn là bán thịt luôn, thịt trâu, thịt bò, thịt ngựa, thịt dê các kiểu luôn. Các bác nào mà muốn mua ở trong này thì là cái khu vực chợ, và trong này thì cũng bán đủ các thể loại mặt hàng luôn, quần áo, giày dép, đồ gia dụng, rồi là các loại nông sản của bà con. Củ này hình như là dùng để chữa kiết lỵ hay là đi ỉa ra máu ấy cả nhỉ. Trước em cũng có gặp củ này khá nhiều. Thế rồi, gạo bán chạy hết nhá.
Bao này là 15 cân chị ạ. Đó đấy đây chị cứ bốc đây. Cái này là gạo nếp. Gạo nếp. Đây 15 là cái này. Cái tạp phời. Còn hơn ấy, có bì hai lạng rồi. Bán được hai bao gạo rồi. Ở đây là hai cái loại gạo gì đấy. Gạo này hạt tròn tròn. Gạo này khá là thơm, không biết là gạo gì đâu. Ở đây nhìn như gạo tám thơm. Mua đi chú, mua đây là quay phim đấy. Cho quay một tí, cái này là gạo gì đấy? Gạo Điện Biên. À, gạo Điện Biên à, tức là gạo tẻ đúng không? Tẻ, này cũng tẻ, kia là nếp. À, tẻ Điện Biên luôn ạ. Cái này là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ạ, cái này ăn ngon ạ? Ừ, ngon, 20. Cháu hay mua gạo cho người ta lắm. Gạo chè chéo. Đi quay video xong mua cho họ ấy. Đang quay tí rồi họ mua thì cháu không mua cho. Đây có một chị đây bán hương. Chào chị nhá. Chị bán nhang à? Vâng. Cái này mình tự làm à? Vâng ạ. Có vẻ thơm phết nhỉ? Cái này hương người giấy à? Hương người giấy à? Vâng, à. Chị là người giấy đúng không? Vâng. Người giấy. Người giấy ở tạp phơi này hay ở đâu ấy? Em ở bên Phúc San thôi. Phúc San Bát Sát à? Vâng. Từ đây ra đấy xa không? À, hương của người giấy này cũng đẹp cũng nhờ nó lại còn nhuộm màu đỏ nữa này. Cái mông này không nhuộm à, rất là nhiều một bao hương này. Chúc chị đắt hàng nhá. Đây có cái vỏ cây gì đấy này. Chào bác ạ. Cái này là vỏ để làm hương à? À, tức là cái hương đấy của mình sẽ dùng cái này để làm à? À, cái này là dùng để làm cái chất keo nó đúng không? Keo để nó có thể dính được vào. Còn cái bột của nó thì lại phải dùng thêm một loại cây khác. Ở đây thì có lá đắng khô này và dảo của lam khô. Cái này là dảo của lam khô nhỉ bác nhỉ? Ô, dảo của lam ở đây đẹp lắm, xanh. Đẹp lắm này, sang lắm này. Xanh tươi này, tí nữa về cháu mua một ít. À, tí nữa về cháu mua về. Trứng này nhiều trứng quá cả nhà ơi. À một xe luôn, cháu cảm ơn nhá. Bà con này tấp nập buôn bán các loại thảo dược luôn. Có thể coi đây là một trong những cái thiên đường thảo dược của chợ phiên Tây Bắc luôn đấy cả nhà. Một trong những cái chợ phiên lớn nhất của Lào Cai. Mọi người đi mua các loại thuốc thang, thuốc bổ máu rồi dầu bổ lam các kiểu. Ở đây thì bán mấy cái gùi hay còn gọi là mấy cái điệu. Cái điệu của người dân ở dưới này thì nó đan thưa hơn so với đây ở những cái chỗ khác. Điệu ở đây họ đan thưa một tí. Có cả điệu làm bằng nhựa nữa này. Làm bằng nhựa thì không biết có tốt không nhỉ? Hoa quả đầy áp luôn. Ở đây cũng có mấy cô cũng bán cây bổ máu, cây huyết đằng. Ở đây thì phải nói là huyết đằng rất là đẹp luôn. Những cái cây rất là to và họ mang ra chợ họ chặt bán như thế này. Và chặt rất là đẹp nhá, chặt miếng to luôn. Còn đây là món ba kích đỏ này. Đấy, hay còn gọi là viễn trí đấy cả nhà. Ba kích đỏ. Cái này chúng ta có thể sử dụng để ngâm rượu hoặc là phơi khô lên để dùng dần, đun nước uống. Cái này nó có mùi khá thơm nhé. Hiện tại nó đang là cuối năm cho nên là cái này nó đỏ và đẹp lắm cả nhà. Đấy. Còn đây có một ít nữa thì nó lại là loại trắng như này. Cái này thì nó chưa đến lúc đỏ, họ chọn ra để bán riêng. Nó cùng loại với cái kia thôi, nhưng mà nó lại trắng. Quê của cô mà, phải gì các bạn? À,
Cái này thì chủ yếu là ở rừng ra thôi, chứ không có ai trồng cái này đâu. Các bác này đang mua về ngâm rượu. Ba lạng chưa đủ đâu. Mỗi người làm 1 cân, 2 cân. À, 4 lạng đó. Cái mặt hàng dược liệu này thì cũng rất là nhiều bác quan tâm, nhiều người mua lắm cả nhà. Hai vợ chồng này bán liên tay luôn. Ở đây thì có ít củ thất diệp nhất chi hoa, hay còn gọi là củ bảy lá một hoa đây này. Ở đây anh này ghi là sâm bảy lá đây này. Đấy. Cái cây thất diệp. Sâm bảy lá, thất diệp nhất chi hoa. Đấy. Này là một trong những cái loại sâm rất là quý ở trong rừng nhé cả nhà nhé. Gần đây thì có quả sa nhân tím này. Đấy. Cái này mang về trồng thoải mái này. Trồng bồn hoa hay là trồng trong phòng khách gì đấy đẹp này. Đúng rồi. Đây này 4 làng rồi đúng không? Còn ở đây có ít sâm ngọc linh này. Sâm ngọc linh trồng. 4 làng. Sâm ngọc linh loại trồng nhá. Cái này củ cũng khá là to. Sâm ngọc linh này thì là một trong những loại sâm quý nhất của Việt Nam đây cả nhà. Đây là củ tăm thất tươi này. Đấy. Thứ nhất nhân sâm, thứ nhì tam thất. Tất cả đều là những cái loại sâm rất quý. Tam thất này thì dùng để ngâm rượu hoặc là dùng để đun nước uống hay là tán thành bột uống. Chúng ta có thể sử dụng để hầm gà, hầm xương để ăn. Đây là một ít cái lạp xưởng. Lạp xưởng này nhìn ngon phết. Sâm cắt cánh rồi là quả dứa rừng. Quả dứa rừng tươi. Ở đây có cả củ dâm rừng hoắc này, rễ mú tần, nấm ngọc cẩu, tích dương các kiểu. Rất là nhiều loại củ, rất là nhiều cái loại đồ ngâm rượu tươi. Đây là củ ba kích này, ba kích tím này. Vừa nãy bên kia là ba kích đỏ, bên đây là ba kích tím nhá, ba kích rừng đấy. Đó, và này thì to hơn, dễ tách ruột hơn. Đây có cả sâm cao đỏ này, đây có ít gừng đen nữa, gừng đen để chữa bệnh dạ dày. Cái món bánh rán cũng thu hút khá là đông đảo bà con tới ăn thưởng thức nha. Bánh rán gấc hay còn gọi là bánh cam đấy cả nhà. Ui, chợ này đông ghê. Đợt trước em Vinh tới một lần thì cũng chả có người mấy, đợt này đi đông thế. Có lẽ là mọi người đã xem được những cái video trước đó của em Vinh và lựa chọn tới đây đông hơn. Những cái hàng bánh nhìn rất là hấp dẫn này và nhìn rất là đẹp cả nhà. Bà con này là bà con người Giấy, bán bánh chưng và bánh dập, bánh dày nữa. Bây giờ bà con chào nhau ở chợ rất là vui luôn. Chào các bà nhá. Bánh sừng bò nữa này. Bánh này là gói bằng lá chít. Vâng. Củ tam thất là một trong những cái loại củ bán khá là chạy ở trên chợ phiên vùng cao trên này, nhiều người mua phết. Ở đây có một ông anh này thì bán dao, rất là nhiều dao đẹp và những chiếc thớt, dao để thái thịt, dao chặt xương, chặt củi các kiểu. Họ còn mang giấy ra để test nữa.
đấy lấy cả con dao nhọn dao cao rồi đấy cả cả con này tiền mặt ok này. Đấy 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 tôi đang nói thế đấy. Bên này thì họ bán xong nồi rồi là chậu rồi giá rổ các kiểu luôn, thuốc xương khớp, thuốc dạ dày các kiểu, ngọc cẩu tích dương rồi là tất diệp nhất chi hoa, tắc kè đá xanh, tắc kè đá xanh mặc ở trên đá. Cái củ để chữa bệnh đi ngoài da máu. Ở đây vẫn còn hai cái củ tích dương nhỉ? Mặc dù là tích dương hiện tại đang hết mùa rồi nhưng ở đây vẫn có hai củ chè dây các kiểu luôn. Ở đây có một chị này thì bán chè này. Đấy. Cái này là chè mạng. Chè mạ. Chè này ở đâu về chị? Chè Mường Khương, chè ông ngoại chồng. Mường Khương à? À, nhà ngoại chị ở Mường Khương à? Vâng. Nhà ngoại em cũng ở Mường Khương đấy. Ở chỗ nào Mường Khương? Bản Sen. Bản Sen à, chị ở Lùng Vai. À thế à? Ơ thế ngay gần nhau à? Gần nhau. Chè Bản Sen đúng không? Chè Lùng Vai đúng không? Chè Lùng Vai. Ờ, chè Mường Khương. Ở đây thì có cô này, cô ấy bán cái củ sâm đất. Sâm này để ngâm rượu thì khá là đẹp. Cái này là cái củ người ta hay dùng để đánh cảm hay sao? Hôm nọ có ai hỏi em cái củ này nhưng mà em quên mất rồi. Đây là ít ba kích này, ba kích trắng, viên trí trắng. Trong này thì bán đầy đủ các loại mặt hàng như đèn pin, giày dép, dây lưng, quần áo các kiểu. Ở bên này bà con cũng bán rất là nhiều những cái con gà bản này rồi là những cái con vịt rồi ngan bản, lợn bản nữa cả nhà ơi. Đấy, bà con ngồi hai bên đường trông nó rất là đẹp luôn. Cái cảnh rất là sinh động. Không biết là ngan vịt hay là gà ở đây họ bán bao tiền nhỉ? Hỏi xem nào. Hai chú gà này đẹp phết này. Gà này bao tiền cân chị nhỉ? 140 thôi à? Ở đây giá rẻ lắm cả nhà. Thế còn vịt thì bao nhiêu? Vịt 80. Vịt 80 ngan. Ngan thì bao nhiêu chị? À, ngan đắt hơn một tí. Ở đây bán rẻ lắm cả nhà ơi. Kiểu như giá đầu nguồn luôn ấy. À. Em cảm ơn các chị nhá. Rất nhiều luôn. Dạ vâng cả nhà ơi, như vậy là em Vinh cũng được cả nhà đi trải nghiệm một vòng cái chợ phiên Tả Phời Hợp Thành này rồi. Đây là một trong những cái chợ lớn nhất của Lào Cai luôn đấy cả nhà. Chợ thì nằm tại thành phố Lào Cai nhưng mà lại ở trên bản nhé cả nhà nhé. Ở đây thì bán đầy đủ các loại mặt hàng đặc sản của người dân tộc Giấy, người dân tộc Dao và người dân tộc Mông. Rất là nhiều loại dược liệu được bày bán tại chợ phiên này. Đồ ngâm rượu rất là nhiều. Lợn bản, rồi là trâu bản hay là ngựa hay là vịt gà bản rất là nhiều. Nếu mà các bác có dịp ghé qua thành phố Lào Cai thì có thể là ghé qua thăm cái chợ phiên này một lần nhé. Đấy. Đảm bảo là các bác sẽ xách đồ về nhà mỏi tay luôn. Thì em Vinh cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay của em Vinh và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nhé. Bye bye cả nhà.